Xin phép đại diện tiếng nói của gia đình của vợ chồng Tốt Đẹp. Hôm nay gia đình vợ chồng Tốt Đẹp có gả con gái, mời bên nội ngoại hai bên, dòng họ bốn bên để về đây chứng kiến dự lễ du quy để mừng cho cháu được trăm năm sức quý giá. Thì hôm nay mời nội ngoại hai bên, tôi xin thay là nói là có nội của ngoại, trước tiên có bà nội, mấy cậu và mấy bác của nội và mấy dì của bên ngoại chứng kiến cái lễ du quy ngày hôm nay. Rồi, giờ này là lễ công cô nội ngoại hai bên để chứng kiến cho hôm nay hai cháu đẹp dựng vợ gả chồng cho đứa gái. Thì không có gì hơn trước tiên có lời cảm ơn tất cả nội ngoại hai bên chứng nhận là hôm nay cháu đẹp dựng vợ gả chồng cho đứa gái để mời nội ngoại hai bên mừng cho cháu. Hôm nay là lễ công cô là nội ngoại hai bên chứng kiến cho dành một chút thời gian mừng cho cháu, dùng một miếng trầu, uống một ly rượu để mừng cho cháu. Thì xin nội ngoại hai bên dùng một ly rượu, uống ăn một miếng trầu, chung rượu, dùng một chung rượu uống ăn một miếng trầu để mừng cho cháu hai bên nha. Rồi bây giờ xin phép cháu đẹp để giáo viên dạy mời trước tiên là nội ngoại nhà mà con mời má nay con đã nhung con mời má dùng chưa dùng chung rượu với con mời tổ quốc dùng chung rượu cháu được đã
chào nhé. Em mời anh dùng chung bụi luôn. Cảm ơn anh. Trước chị hai nay em gã gái em mời chị dùng chung bụi luôn. Dạ, có thể mình chị hai đây nha. Chị hai trước nữa thôi, mình cứ từ đằng kia tính lại đi. Rồi thôi. Dạ. Dạ, dạ. À, em mời chị Tư một chút rượu chúc cho cháu nó trong lành hạnh phúc. Cháu Nhung ơi, hãy ngày vào lại đây bên tạ nồng hai bên. Một ngày cháu được giữ giá cho chồng. Thế ai gọi là đền đáp công lao của ông bà cha mẹ đã dạy dỗ con cháu nên người. Hôm nay con đã lớn lên trưởng thành được xuất giá theo chồng, mong nội ngoại hai bên để mừng cho con cháu. Hôm nay con mời hai vị rượu để đền ơn đáp nghĩa công lao trưởng thành của con là nhờ từ bàn tay của cha mẹ. Xin công nghĩa xin thành nữa con. Đó là cái bài cha mua ly rượu mẹ ly rượu gọi là đền ơn đáp nghĩa của cha mẹ, báo hiếu cha mẹ sau khi con xuất gia trao chồng. Con mời cha con một ly và mẹ con một ly rượu chùm chùm. Con uống hết rồi, con uống hết rồi. Không được, không không nổi, không nổi. Anh giúp đây. Xin mời cha mẹ. Làm lễ để báo với cho nội ngoại hai bên là những đại gia chồng cho đứa con gái. Bây giờ nội ngoại hai bên có chút quà gì dùng một chung rượu ăn một miếng trầu để chúc mừng cho cháu. Xin nội ngoại hai bên để chúc mừng cho cháu, để cho cháu được xuất giá theo chồng, chúc cho cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin mời nội ngoại hai bên. Hôm nay con cháu nội của bà nội xuất giá theo chồng thì bà nội không có gì hơn. Bà nội có món quà gửi con để mua dầu thơm vợ chồng mua sức để chúc cho con trăm năm hạnh phúc. Nội tôi trăm triệu à. Không nói, không nói nghe thôi. Đúng rồi. Nội không lỡ miếng nội ơi. Bà nội phát biểu hay quá. Nó đi rồi đây đi về rồi. Rồi đứng đi con đi không năm năm bây giờ đứng chứ không có đường đi đâu. Đứng đi ông đứng đi anh năm. Chúc cho hai con trong năm hạnh phúc. Này ông Út với bà Út. Con đứng hai con. Trong năm hạnh phúc. Hôm nay ngày vui của hai cháu thì bác cũng là bác của tụi con thôi thì cũng như là người lớn vậy thôi, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Bác có món quà cũng là cho tụi con mua dầu thơm sức trong những cái con cảm ơn bác. Ừ giỏi, cảm ơn con mời bác đi ra tới Quế luôn. Ok. Thank you.
mẹ để sáng trao với mẹ cho con sao? Cho ba cho chị hai. Thôi giờ chung bếp nội ngoại hai bên nha. Ông Năm nè. Hai giờ mừng cho ông Năm cho ông tặng chị con nha. Chị em anh của cô dâu. Em cô dâu rồi. Rồi. Con nói đi rồi con cho chị hai đi, con đang quay luôn con. Hôm nay ngày vui của chị hai. Kiểu chị em mình sống nhau. Con nói rồi. Vui xúc động, ok. Mừng cho anh chị 150 phút là được rồi, ok. Rồi thôi mừng cho nói không được, nói không nên lời. Rồi thôi, thay thế vậy nè. Kính Nhung con mở ra. Bớt kéo xuống rồi nó ra rồi. Bật cái bớt nữa. Hai chị em bay làm tao xúc động quá. Cầm lòng không nổi. Bây giờ con cô bác chú bác bên ngoài dạ ngoài hai bên nên cho hai chú mừng cho con cho cháu em về cho có đúng không cho con một cây để cô lấy đồ rồi mấy cái gì tiền với ấy làm cho là sáng nay phải không rồi cho cháu cô dâu nhìn được cho con xin tấm này cô ơi cho con xin một tấm cô ạ làm lớn rồi cô ơi đây Okay. 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 Hôm nay ngày vui của con và món quà. Dạ mình cầm mình nhìn đúng kính cho con xin tấm nha. Dạ mình nhìn đúng kính cho con xin tấm này. Dạ vâng. Rồi cô ơi, đúng rồi cô. Ok. Mình lớn rồi. Nè em lần tới cái nào em nói tới cái đó. Lần tới nào nói đó. Rồi đeo vô luôn. Đó. Rồi đeo luôn. Đó là của hồi môn của cha mẹ cho là gồm gì gì mỗi năm đó. Hiện tại đây nè, con không biết. Thế là giờ đeo cho cô dâu là gì vậy? Để con hỏi vợ con. Cho 40 tiền. Sao lại xuất rồi? Nó giận mà con. Ê, giận à? Cái đứa nó giận á nghe con, nó giận á, xây qua xây lại là đúng chưa? Giận gì cái giận gì cái thấy. Cái mở cái này đó là mở chị hai mở xây lên xây qua vậy đó có đẹp đừng có dặn vô nữa con đại khái đi thì rồi vui ra là rồi vui là được rồi xe đó nhẹ xe đúng không đúng rồi vậy đó con xe được rồi,
đó được không? Rồi đó. Rồi vậy đi đẹp con khỏi dặn nó nghe nữa rồi đó. Chị Hai Hiếu,
chị hai đến giữ buổi tiệc chúc vui gia đình này. Rồi, đại diện người lớn thì chúc cho cha hai cháu nó trong lòng thành phố. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ.
đường nhà anh cứ đi bằng răng đắp anh không sao. Trường đang thân nhất lũ nhóc len bên giống qua đây anh cần tất lâm vô miền Tây không có như không phải dễ. Chỉ cần gật đầu anh luôn cho phải lễ ba con lối sớm hôm bao em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chạy sai quê. Vậy nào người ơi ga ghế dậy đi để ăn cái chi cho nó. Rồi mình lần xe qua tới cửa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các tham gia. Mời em đi về quê anh treo xuống ba lá ngoài xa ra ngoài hồng ca mình cùng ta. Được nhìn em luôn luôn vui là đầy mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh mà sao này, muốn em là con của tía má anh lâu dài nhất bài tiền điện. Cầu xin ơn trên phù hộ đổ trì hai đầu
hạnh phúc viên mãn, giàu đời cực cao. Họ hẹn chúc cho ta gần gan, lòng nguyện gì có em bên đời anh, cùng nhau mình sánh bác mai đâu xanh, hẹn lòng nguyện ước trăm năm thành đôi, giờ mình cùng tính đi. Ôi dồ rồi, đời quá thương em nên anh ráng sang năm mừng anh lên anh hút em về làm dâu. Thưa hai họ, hai họ một trai, hai họ gái.
hôm nay ngày làm nó sốt thì họ chơi chơi cũng có vợ thì á nó tổ chức lễ thành hôn cho hai đứa cháu hôm nay để họ chơi chơi cũng đến đã làm thủ tục lễ lập xong họ chơi gái có ghi nhận nhận lời những gì của họ chơi gái đưa đến và với những ngày lễ cho cô dâu và quá một nhiễm quả để cúng gia tiên thì với họ chơi gái xin ghi nhận và là đồng thời cảm ơn họ chơi rất nhiều. Bây giờ sau đây thì để cha mẹ của nhau cũng có một phần quà để cho con có của hồng môn thì xin cha mẹ của nhau để lên trình cả hai họ biết của hồng môn của cha mẹ của nhau. Dạ, xin chào hai họ, hôm nay có ngày làm tốt gà gáy chúc mừng dễ đi con ôm vô rồi cô dâu thơm mà ba cổ vũ cái này đúng rồi kể đứng sáng nhau kể để đứng sáng nhau kể cũng để cho con theo con trước thì theo gia tộc ở địa phương mới đây mình cho cái gì mình phải trồng trước hai bên để nhưng cha mẹ thì có để làm để thì có cho con ba cái vàng thì nhờ đây dạ cha mẹ cho con một tỷ một cái tết hai trăm một trăm bích chuông thì giá là 3 tỷ cho được con để được con con là mình phúc cảm ơn cha mời vui con dâu yêu đếm mau ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu hai đứa sau này làm giàu kéo theo đang chạy bưng mâm coi bối mi ngày hài lòng này mời ăn tới em đón em về kết tình trăm năm yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ mong yêu lại từ yêu lâu yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi gần lòng mà gần đông em ơi em đừng lo kề bên em luôn luôn có anh thêm một câu khi yêu là cười đêm mau ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha
sâu ngày chi dài đầu con em hiên ngoan nơi chốn xa hoa dịu anh trai tính thiệt tha đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây cho duyên tình quê thêm năm sâu trâu cao thắm tươi giấc tục tục lễ bên nội trai cũng đầy đủ nhưng mà bên nam đọc biết bên nữ đọc chưa biết xin phép bên nam đọc cho tôi đền bên nữ đọc để bên nữ đọc được rõ. Hôm nay lễ của hội nhà trai đến hội thì đấy để trình tình tự của tình có lễ để chứ dành cho họ bên nữ của hai họ đều biết chứ bên nam mình đều biết hết bên nữ muốn cho không bì cũng thưa chị hai xin thưa quan họ hai bên hôm nay thì ngày làm nắng tốt hai bên được kết nghĩa với nhau để mỗi kết nghĩa xu gia để lo duyên nợ hai đứa trẻ hôm nay hội nhà trai đã đến trình tình tự của lễ để đón họ nhà gái bên họ nhà gái xin ghi nhận hết tất cả những lễ trình của họ nhà trai và trước tiên có nội cô dâu xin nội cô dâu ăn một miếng trầu uống một chung rượu để mừng cho cháu được trăm năm hạnh phúc xin nội cô dâu dâu ơi xích qua đây xíu dâu xích qua đây xíu
đời là hết năm nay anh hốt em liền. Nhà đàn châu ra nuôi mấy năm mà bán đi luôn để gửi em về sắm cho em vàng gai ngân tươi. Nếu đã thích nhau rồi một bên đâu tới luôn thôi nè, hai ta sẽ càng nhiều lắm say. Nhà hai bên ba vui nhau vì ba nước mắt tình tình. Còn con dâu nhà ai xinh quá. Rồi sao anh thương em quá xa luôn hôm nay, người thương em quá xa quên luôn ngày đêm. Cô dâu xinh nhất đôi nhưng là em. Vì anh đây thương em quá xa nên mà về sao anh mua bốn bánh vô hình đồng nào mua thêm mấy bay đồ lên đi. Rồi sao anh thương em quá xa luôn hồi mày ngồi thương em quá xa thương lần bờ môi tình như cá rô bay lên bờ môi tình em là sông sâu người. Thân mến, tình yêu luôn là một điều kỳ diệu trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Tình yêu gắn kết hai trái tim cùng chung một nhịp đập và gắn kết hai tâm hồn cùng chung một chí hướng. Dạ vâng, và trong thời gian yêu nhau và tìm hiểu nhau thì cô dâu Ngọc Nhung và chú rể Quang Trực cũng đã tìm đến bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Dạ vâng, và ngày hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày mùng 9 tháng 8 năm Quý Mão, được sự chấp thuận của hai bên gia đình có tổ chức một tiệc lễ vu quy cho bạn Ngọc Nhung sinh duyên cùng chủ rể Quang Trực nên đôi vợ chồng. Dạ vâng, và không để quý vị chờ đã lâu thêm nữa, xin mời mọi người hướng mắt về sân khấu để chờ đón đôi yên ương đẹp nhất ngày hôm nay. Dạ vâng, xin mời chú rể Quang Trực sẽ cùng nắm tay cô dâu Ngọc Nhung bước lên lễ đài hạnh phúc ạ. Biển mênh mông không nông đầy tình mẹ, mây trời lộng lộng không thủ kính không cha. Dạ, cô dâu và chú rể có được như ngày hôm nay cũng không quên ơn sinh thành của cha mẹ. Vâng, và sau đây để mời lên sân khấu, dạ mời đại diện của song thân họ nhà gái, đó chính là ông Hồng Ngọc Điệp và chị Nguyễn Thị Kiều Trinh bước lên sân khấu ạ. Dạ, và tiếp theo xin mời song thân của họ nhà trai, đó chính là ông Nguyễn Văn Tịnh và bà Nguyễn Thị Hiền cùng bước lên sân khấu ạ. Dạ vâng, trước mắt toàn thể quý vị, đây là một gia đình hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, và được sự ủy nhiệm của hai bên gia đình Minh Thảo và hai bên gia đình cũng xin được phép gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi đến đây để chung vui cùng gia đình. Cảm ơn một lần nữa gia đình và MC cũng như phép là ban nhạc xin chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, đến với nghi thức đầu tiên là nghi thức khai rượu. Xin phép mời cô dâu và chú rể bước đến tháp sa mân để tiến hành nghi thức khui rượu ạ. Con trăng hôm nay sẽ hoa đưa em về, theo anh đi mai đây đô la sẽ mua xe hơi cho em về. Xây nhà xanh nhất sớm, căn villa đê mê, không quan tâm khen chê em thích là nhất ư cái làm luôn. Đêm nay ta ngủ mê mê, chơi đi đôi gì em mê, và mai hai ta chung đôi bên nhau anh đang làm ra em mê. Chơi luôn đôi gì mưa rơi, anh đây xây đôi ông chơi nên từ nay em ngắm đưa em về danh tương lai vàng tươi. Chiều là anh ghé qua hỏi thăm mà bác trai cho anh cưới em về, là hết năm nay anh hốt em liền. Nhà đàn châu ra nuôi mấy năm mà bán đi luôn để gửi em về sống cho em vàng cây ngân tươi. Nếu thích nhau rồi một
chơi còn vui. Biết chưa kịp khui cứ hớt mình, chuyện kia từ từ tính sao. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu thơ. Ngày hồn tới hối lui, còn ở bên ai thế nào là chuyện của tôi. Mình còn ham chơi quá trời, bạn bè nó kêu tôi từ ngày mai cưới giờ mình nói xui. Cuộc chơi còn vui, biết chưa kịp khui cứ hết mình, chuyện kia từ từ tính xa. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu. Mà xui ghê anh lại dính với em, tính ra duyên của hai đứa hỏi hàng. Theo anh là xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng. Tích tích tình tan không khí hôm nay đồn đầy. Thêm dắt con dâu về nên sớm chân sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi môi trước cái đế tao. Ra duyên trong anh theo trầu cao lớp con dâu ngoan về nhà. Chuyện mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi. Họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nồng nao đón giờ ngày rước dâu, không thì một mai chúng mình sẽ là của nhau. Một hai ba vô khui bia đi bạn ơi, lên bia đi bạn ơi, cứ nhấp môi nãy giờ. Ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy, tao lo cho tụi bay trời hấp đêm nay rồi về. Hôm nay ngồi đây hứa dân ca mẹ xây thì mai ấm con cao xưa đây, sẽ bù đắp tương lai của con sau đó mừng anh nghĩ đến tương lai. Một hai ba vô khui bia đi bạn ơi, lớn bia đi bạn ơi, cứ nhấp môi lại giờ. Ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy, tao lo cho tụi bay trời hết đêm nay rồi. Làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hả thì
quang họ chung tình làm đôi, mắc câu quang họ chung tình làm đôi.
sao? Hay là bây giờ anh cứ liều chạy đến bên nói ra lời yêu, nói em nghe tình anh là real, điều một fan biết đâu có được em. Yeah. Nghĩ tôi đã thấy mình thật siêu, nếu là mây đưa anh về đó, anh cứ đến ôm anh thật lâu, nắm bàn tay em theo cùng gió. Suy tư này em bỏ lại do một lần mơ cùng em về nơi này, tài vẫn thơ viết thật đông đầy. Một lần mơ này không phải đơn phương không phải chờ. Em là ánh sương chưa xuống nhân gian, bầu trời trong tim là thân miên man. Tình yêu đơn phương một lần được nói được trốn giấu. Anh bình thôi giờ đi đâu? Về đâu người ơi đâu óc của tôi cứ quay cuồng đã bao cuộc vui. Ngồi trốn thật xa đời cũng mê. Bạn bè tôi từng năm từng hoa bao giờ xa xa nó vẫn về. Ôi sao nghiệt ngã buồn đến tôi. Tình đâu mà buồn mà chưa mà về. Về suốt đêm ngày tôi chơi nhiều quá. Giờ còn về lòng tìm cô tiên. Vì tôi biết rằng tôi giờ đây là một. Một thằng nào đã giờ tôi đã vỡ. Không nhiều lời. Bởi vì tên của tôi ngày xưa họ đã chết xa tôi rồi. Tôi đã xa rồi. Tôi xin lỗi. Trời xanh muốn nói rồi tung lên rồi vì trong đầu anh cứ thế nhớ mong đợi nụ cười dịu em ngày em bước tới. Thứ khác thôi biết anh không nói ra. Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm mong mơ màng. Phụ đêm yêu thương phải chăng là lơ văn vương ngày ngàn. Từng ngày chỉ đợi chờ em thôi trở về bên tôi. Trôi với anh nằm mơ sớm tối. Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm mong mơ màng. Phụ đêm yêu thương phải chăng một.